Hello anh em, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của TokemLive. Và hôm nay thì cậu này sẽ giới thiệu anh em một con game về đề tài Pokemon có tên gọi là Pokemon Aloha Pika Pika. Đây là một con game nhập vai thể tướng về đề tài Pokemon và nó mới ra mắt vào ngày hôm nay, ngày mùng 2 tháng 3 trên hệ điều hành Android. Mới chỉ trên Android nhá, các bạn để chơi bằng điện thoại Android hoặc là dùng giả lập. Mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để các bạn thể tải game và chơi thử. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá con game này nhá. Con game này cũng như mình đã nói là nó hiện tại thì nó mới chỉ có một server thôi. Các bạn thấy là hiện tại thì một server nó mới ra mắt ngày hôm nay và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá. Nói chung là về đề tài Pokemon thì chúng ta sẽ có rất là nhiều con game mobile rồi và đây sẽ là một cái trải nghiệm hoàn toàn mới để cho anh em. Ồ, có vẻ như đây sẽ là một con game có đồ họa 3D chăng? Mình cũng chưa tìm hiểu nhiều về con game này anh em ạ. Nó mới ra mắt đấy. Chúng ta có những nhân vật hết sức quen thuộc ở trong Pokemon. Mình thì cũng không phải là fan cứng của Pokemon nên là mình cũng biết sơ sơ thôi. Các bạn là cũng chơi nhiều game Pokemon rồi nhưng mà mình không phải là fan. Đấy, thì các bạn để bỏ qua phần câu chuyện nhanh. Được, mình sẽ bỏ qua phần câu chuyện đây. Rồi, chúng ta sẽ vào cái phần gọi là hướng dẫn chơi game. Như mình đã nói thì đây là một con game nhập vai dạng thể tướng. Chúng ta sẽ đó dàn trận ra và Pokemon sẽ chiến đấu. Chúng ta sẽ được gặp lại rất là nhiều những cái Pokemon hết sức quen thuộc với tạo hình 3D nhá. Tạo hình 3D nhìn khá là đẹp. Ổn vết nhở. Hiệu ứng hình ảnh thì mình đánh giá là cũng đẹp. Đáng tiếc là không thể thay đổi góc nhìn được thôi. Đó thì chỉ có thể quan sát nhân vật ở trên đầu. Toàn những cái Pokemon huyền thoại này anh em này. Ui đẹp chưa. Thì đây Thunder Fuse Blast. Gặp chiều của tí gặp Mewtwo nó bắn cho cái chết hết. Đó, các huấn luyện viên đang đọ tài với nhau anh em ạ. Thật ra thì do không biết là sao mình đang chơi giả lắm hay không nhưng mà cảm giác đồ họa chữ nét lắm, độ phân giải chữ cao. Tí nữa mình sẽ chỉnh lại phần setting cho. Đây chiều của Mewtwo này, hiệu ứng kỹ năng rất là hoành tráng nha anh em nhé. Này đến kiểu bạn nào fan của Pokemon thì rất là khoái đấy. Đoạn game đang show diễn cho anh em cái hiệu ứng chiến đấu kỹ năng của Pokemon ở trong cái con game Pokemon Aloha này. Toàn còn Olivia, em gái này thua rồi nữa. Gọi lên Pokemon gì đây? Super Dragon gì đây? Có vẻ khỏe. Ui, đánh phát bên này đi hết luôn ạ. Ảo thật đấy. Ok, như vậy là game nó cho anh em nhìn sơ qua về cách chơi nhá. Loại là game thể tướng. Đó, được cái đồ họa 3D này các bạn sẽ click vào đây để lệnh nhiệm vụ. Hình như là không tự do di chuyển được, nó chỉ là một cái map 3D thôi. Đó, các bạn sẽ click vào nhiệm vụ và nhân vật nó sẽ tự động đi làm nhiệm vụ. Chúng ta sẽ có nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ. Rồi, chúng ta sẽ có phần chiêu mộ. Đó, chắc chắn là sẽ có phần chiêu mộ rồi. Thì chúng ta sẽ có 3 loại chiêu mộ. Mà ban đầu thì anh em sẽ được free một lần chiêu mộ trung cấp, mình gọi là trung cấp. Và các bạn sẽ được tặng một miễn phí đó là Pikachu hệ Electric hạng S. Tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu về phần quay tướng này sau. Chúng ta sẽ phần tìm hiểu về phần tỷ lệ các thứ. Chắc chắn là game thẻ tướng kiểu game thẻ tướng này anh em sẽ quan tâm nhiều đến phần tỷ lệ rồi. Game này thì mình chưa giả lập, nó chưa ổn định, vậy nó còn bị bắn ra ngoài các anh em ạ. Rồi chúng ta kiểu dạng đánh ải nhá, xây dựng tổ đội đánh chiến đấu thôi. Đó, các cái huấn luyện viên sẽ gọi chú chúng ta ra. Game đánh theo lượt và trong mỗi lượt đánh anh em có thể sử dụng kỹ năng. Và chúng ta sẽ có phần khắc chế giữa các hệ. Nếu như là Pikachu này hệ điện của mình là khắc cái chế cái hệ nước của đối thủ này. Đó, nó sẽ gây thêm sát thương. Cái này thì cũng không quá là xa lạ với bạn nào mà hay chơi game về Pokemon rồi. Ban đầu thì game hướng dẫn cũng khá là kỹ. Được tạo thêm Pokemon mới này, hệ nước. Ok. Và cái này thì map này các bạn không tự do di chuyển nhá, nó chỉ là kiểu dạng map để map 3D thôi, thay vì 2D. Trả nhiệm vụ này. Chúng ta sẽ đi học. Đây, chúng ta sẽ có rất nhiều Pokemon và nó sẽ chia làm 2, 4, 7 hệ. Hệ Normal, tức là hệ bình thường. Hệ Fire, lửa, Water, nước, Grass, hệ cỏ, Electric. Hệ giật sét, hệ lôi, phi trick và cuối cùng là dragon. Đấy, 7 hệ. Và sẽ có sự khắc chế giữa cái hệ này. Rồi chúng ta có thể nâng cấp kỹ năng này.
Đấy, equip trang bị. Trang bị này thì các bạn phải kiếm thông qua việc là đánh ải nhá. Đó, và sau các bạn kiếm những cái trang bị này và tiến bậc cho Pokemon của bạn. Về cơ bản thì mình thấy là game nó cũng chơi khá là quen thuộc thôi. Bạn nào hay chơi game thể tướng nhiều thì cũng biết rồi. Đây, sử dụng kỹ năng này, tiết để sử dụng kỹ năng. Đây, chúng ta sẽ có năng lượng để sử dụng kỹ năng. Tuy nhiên là sau này thì cũng có game này cũng cho thay đổi góc nhìn này. Đó. Tức là không thể tự do được. À đây được, vẫn được tự do này. Hồi như vậy là cái con Pokemon Aloha Pika Pika này sẽ cho anh em thay đổi góc nhìn nhá. Ờ, thế mới xứng đáng là game 3D chứ. Đấy, tức là anh em có thể thay đổi góc nhìn được nhá. Lúc đầu mình tưởng không được, hóa ra là được. Đấy, các bạn sẽ equip vào và các bạn sẽ tiến bậc cho Pikachu từ hệ trắng lên xanh lá cộng 1 cộng 2 rồi xanh dương cộng 1 cộng 2 cứ như thế tăng lên, nó là tiến bậc đấy anh em. Rồi chúng ta cứ làm theo hướng dẫn của game nha. Game hướng dẫn cũng khá là kỹ. Rồi chúng ta sẽ chiến đấu với Rosa. Đấy, đại loại game này thì là các huấn luyện viên chiến đấu với nhau. Rồi mình đã mở cái tăng tốc rồi. Cái phần tăng tốc này sẽ giúp mình gọi là chiến đấu nó nhanh hơn, tiết kiệm thời gian hơn. Đó. Có những cái đoạn anime cắt cảnh này. Ok, rồi mình sẽ tua nhanh qua những cái đoạn này thôi. Đó, các bạn lên cấp thì sẽ mở khóa thêm các tính năng mới nhé. Được tặng thêm Pokemon mới này, Bulbasaur hệ cỏ. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đi làm nhiệm vụ nha. Mình vẫn phải làm theo cái hướng dẫn của game, mình chưa tự chơi được. Túm lại mình thấy là game nó cũng hướng dẫn khá là kỹ đấy chứ. Đây, chúng ta sẽ mở tính năng auto. Với auto thì một thứ hoàn toàn động, nó có thể tự xoay. Đó, các bạn sẽ xoay góc nhìn được khoảng 180 độ. Đấy. Về cơ bản là cơ chế chiến đấu là đánh không lượt. Đấy, mà anh em cứ phang auto thôi. Hy vọng là sau quả này thì mình có thể tự tay tìm hiểu được các tính năng. Rồi, chúng ta sẽ có phần gọi là tăng sao đúng không nhỉ? Đó đúng rồi. Thu thập đủ mảnh Pokemon thì bạn cùng loại thì các bạn phải tăng sao, ví dụ tăng lên 1 sao lên 2 sao đó, và nó sẽ cộng thêm các chỉ số cho Pokemon của bạn. Tí nữa mình sẽ tìm hiểu về số lượng Pokemon rồi tỷ lệ quay nhé. Ở đây thì mình vẫn làm theo cái hướng dẫn của game ấy. Game hướng dẫn rất là kỹ luôn. Đúng lại thì bạn nào mà fan của Pokemon thì cũng có thể chơi con game này, thấy cũng khá là hay. Đồ họa 3D. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu nhé. Đây, chúng ta sẽ có phần đội hình này. Đây, các bạn thấy không? Chúng ta sẽ có sự khắc chế giữa các hệ nhé. Đây, hệ Grass này thì khắc chế Super Effect là khắc chế đúng không? Đúng rồi. Grass này sẽ bị khắc chế bởi lửa và Dragon. Nhưng mà khắc chế nước này. Đấy, thì chúng ta sẽ điều chỉnh vị trí của Pokemon để tránh cái sự khắc chế đó. Nó hiển thị một cái mũi tên màu xanh lá này anh em thấy không? Đó, tí nữa thì mình sẽ tự tay để biểu diễn cho anh em xem là cái sự khắc chế. Ở đây vẫn gọi là làm theo cái hướng dẫn của game thôi. Đại loại thì mình thấy là game nó hướng dẫn rất là kỹ để dành cho những bạn nào mà lần đầu tiên chơi cái thể loại này ấy, cũng có thể dễ dàng làm quen được với cái con game Pokemon Aloha Pika Pika này. Đấy, chắc là mắc tốc độ là mắc nãy 2 đấy nhỉ. Cái phần âm thanh nghe nó cứ hơi giật giật một tí, chưa nét lắm. Nhưng mà cái nhạc ấy, nhạc thì vẫn là nhạc của chính chủ, của nhạc rất là điệu, nhạc giai điệu rất là quen thuộc của Pokemon nha. Rồi, các bạn vượt ải của được 3 sao nhận thêm thưởng. Và chúng ta sẽ sang chương tiếp theo. Điểm dẫn kỹ nha. Đấy. Chúng ta sẽ có phần gì đây? Đủ mảnh thì có thể mở ra Pokemon mới đây. Numel. Một Pokemon hạng B thôi. À, đây là cái bình này để tăng XP cho Pokemon của bạn mà nâng cấp. Game hướng dẫn kỹ dã man luôn.
Rồi, mình sẽ nâng level cho Pokemon này, cho khỏe. Và cho thêm Pokemon ra trận. Tối đa các bạn sẽ cho được 6 Pokemon ra trận nhé anh em nhé. Vẫn phải làm theo hướng dẫn anh em ạ. Mình hướng dẫn kỹ dã man luôn. Rồi, ok rồi. À, vẫn tự do di chuyển này. Ok, đó, các bạn phải tự do di chuyển nhá. Lúc đầu chẳng qua là mình phải làm theo hướng dẫn nên là chưa được thôi. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng cái một nhá. Đây, chúng ta có cái sự kiện trong game như kiểu đăng nhập quà này. Rồi các cái quà đăng nhập này. Đấy, còn đây là quà nạp đầu, các bạn nạp được tặng Pokemon miễn phí. Các cái sự kiện như kiểu nhận thể lực miễn phí này. Đấy, các cái gói quà nạp, rồi thẻ tháng thôi, cái này bỏ qua nhé anh em nhé. Chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên, đó là phần quay Pokemon. Chúng ta sẽ có 3 loại, đó là Normal, Advanced và Pokeshow. Tỷ lệ ra Pokemon xịn sò nó sẽ cao hơn. Và các bạn sẽ phải bỏ kim cương ra quay nhé. Mình sẽ phần tỷ lệ như nào nhỉ? Đây, chúng ta sẽ có phần preview này. Nó không hiển tỷ lệ. Cao nhất ở cái phần Advanced này là tướng là Pokemon hạng S nha anh em nhé. Rồi đến A này, B nó không có tỷ lệ anh em ạ. Nó không hiển thị tỷ lệ. Cao nhất hình như là Pokemon SS thì phải. Đấy, ta sẽ phải bỏ kim cương ra quay rồi. Và nó không hiển thị tỷ lệ nên mình không biết được là tỷ lệ quay như thế nào. Normal cũng có khả năng ra Pokemon cấp S này. Rồi, chúng ta sẽ có hệ thống VIP nhá các bạn nhá. Đấy. Tiếp gì? Tiếp theo là chúng ta sẽ có phần Pokemon này. Thì danh sách Pokemon ở game này rất là nhiều luôn, mình cũng không ngại đếm đâu, nhưng mà mình đếm luôn cho anh em. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 nhân 5 là 6. 14 nhân 5 là 70. Khoảng 75. 75 Pokemon để các bạn chiêu mộ. Đó, và Pokemon thì như mình đã nói đấy, anh em có thể nâng cấp như kiểu tiến bậc này. Cường hóa trang bị cùng với nguyên liệu tiến bậc luôn. Rồi nâng level này. Đăng sao này. Sau này có phần duyên phận nữa. Và có Pokemon cùng duyên phận này nó cộng thêm chỉ số. Đơn giản là vậy thôi. Rồi ở cái phần đội hình này thì các bạn sẽ quan tâm đến cái phần khắc chế được các thuộc tính. Đó. Riêng hai cái thuộc tính là Dragon và Fichic này thì nó sẽ chỉ khắc chế lẫn nhau thôi. Còn nó sẽ không bị chịu ảnh hưởng bởi những cái thuộc tính khác. Normal cũng như vậy. Còn ví dụ Fire này khắc cỏ này, Water lại khắc nước này. Đó, Grass lại khắc nước. Đó. Electric thì khắc nước. Đó, nó sẽ có sự khắc chế giữa các hệ này để các bạn để ý thôi. Và các bạn sẽ cho Pokemon ra trận tối đa 6 Pokemon. Đấy. Sau này thì các bạn sẽ có thêm các cái hoạt động khác nữa. Đây là phần phó bản này. Rồi đây là phần đây, các hoạt động hàng ngày, nhưng kiểu đây nó sẽ mở theo cấp nhá. Ở đây mình chưa đủ cấp, mình giới thiệu qua cho anh em thôi. Đó. Khoảng 5 hoạt động phó bản này. Đây là săn boss này. Fun này là các cái sự kiện trong game, QA Capture Happy Island. Đấy thì mình cũng giới thiệu nhanh cho anh em về con game Pokemon Aloha Pika Pika nhá, một con game nhằm vai thẻ tướng, nó mới ra mắt thôi. Ở trên Android, bạn nào mà quan tâm có thể tải game này chơi thử, bạn nào không có máy Android thì dùng giả lập. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu Vàng. Bạn nào thấy thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Tokyo Game Online. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye. We'll be right back.